Vợ cũ Hoài Lâm thông báo tin vui, sự thật khiến dân tình ngỡ ngàng. Vợ cũ Hoài Lâm bất ngờ đăng tải khoảnh khắc thêm tập nữa khiến dân tình hoang mang. Mới đây, trên trang cá nhân Cindy Lư đăng tải tấm hình chụp trên giường bệnh, trên tay bế em bé mới sinh kèm chú thích, cảm ơn hai chị em đã đến. Bên cạnh là người thân đến thăm hỏi hai mẹ con. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả khiến ai nấy đều hoang mang. Từ đây, mọi người thêm tò mò cho rằng Cindy Lư vừa mới hạ sinh con thứ ba chăng? Tuy nhiên, phía dưới bài viết với màn tương tác với mọi người, cô nàng cho biết mình đang diễn vào vai mẹ bỉm, so deep mà thôi. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận như: hợp dáng mẹ bỉm lắm chị ơi, nhanh cho hai bé có thêm em đi. Trời, nhìn qua hết hồn luôn á chị ơi. Tí thì bị lừa, tưởng Cindy sinh bé thật cơ, diễn sâu quá trời. Làm tập nữa đi bạn ơi, chúng tôi hóng quá rồi nè. Về đường tình duyên, sau khi chia tay Hoài Lâm, Cindy Lư từng công khai hẹn hò với Đạt Dê, thuở mới yêu cả hai cũng gặp phải nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là khi Cindy Lư bị cho là TSD, xen ngang vào mối quan hệ của Đạt Dê và Du Nguyên. Cindy Lư sau đó cũng đã lên tiếng phủ nhận sự việc trên. Tưởng rằng sẽ có cái kết đẹp, thế nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì cuối năm 2021, Cindy Lư và Đạt Dê xác nhận chia tay. Ở thời điểm hiện tại, Cindy Lư tập trung 100% vào công việc kinh doanh để lo cho các con, đồng thời chưa công khai có bất kỳ mối quan hệ tình cảm với ai khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.